Con vợ mày nó ở nhà lo cơm nước nhà cửa con cái, rồi công việc trong ngoài nữa. Mày thấy như vậy mày không thương nó, ra ngoài còn mèo mã gà đồng với cái con trà xanh này nữa. Tiền mày xài á, tao còn phải cho. Mà mày dám cầm cái đồng tiền đó mày đi cho cái con này, kể từ ngày mai tao sẽ khóa hết những tài khoản ngân hàng của mày, để xem mày còn sĩ diện với gái được hay không. Mẹ mẹ cái gì? Còn cô nữa, tôi thấy cô cũng đẹp người lắm mà, nhà cửa cũng sang trọng, ở ngoài thiếu gì trai đẹp mà cô không thương. Cô đi đâm đầu vô cái người đã có vợ, cô muốn phá hoại hạnh phúc gia can của người ta hả? Sự việc hồi nãy giờ á, con dâu tao á nó đã ghi clip lại hết rồi. Tao sẽ gửi clip này cho ba mẹ mày xem, để coi ổng bả xử con gái như thế nào. Chị ơi, chị, em năn nỉ chị đó chị. Chị xóa cái clip giùm em nha chị. Cái clip này mà loan tỏa ra ba mẹ mà biết được chắc em chết quá chị ơi.